Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin được mừng khánh tế chư tôn đức tăng ni. Sau một mùa an cư kiết hạ, quý ngài thêm tuổi đạo, con thành kính đảnh lễ, kính chúc sức khỏe của quý ngài và chúc Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan đã về, năm nay trong bối cảnh chung với tình hình đất nước chúng ta đang diễn biến dịch bệnh COVID-19, thực hiện chủ trương của chính phủ cũng như của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tất cả các chùa trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm nay không tổ chức đại lễ Vu Lan rầm rộ như mọi năm, mà chỉ là mang tính chất nội bộ để tưởng nhớ ngài mà tôn giả Mục Kiền Liên cứu một thân mẫu là bà Thanh Đề. Có một số Phật tử hỏi rằng năm nay chùa chúng ta không tổ chức lễ Vu Lan, chúng con mất cái cơ hội để về chùa dự lễ, mất cái cơ hội được cài lên ngực áo cành hoa hồng hoặc cành hoa trắng, cành hoa của tình mẫu tử thiêng liêng hoặc là cành hoa của sự tiếc thương vô hạn. Thưa thế này, mẹ có còn hay mẹ mất đi, cha còn đó hay là cha đã qua đời? Có cài lên ngực áo cành hoa trắng hoặc là hoa hồng, cài hay không cài nó không quan trọng với chúng ta, mà quan trọng là tấm lòng, là trái tim của chúng ta dành cho cha mẹ hoặc còn hoặc mất như thế nào. Hàng năm chúng ta về chùa để cài lên ngực áo cành hoa hồng, vui sướng khi còn cha còn mẹ. Nhưng rồi niềm vui sướng chỉ có mặt trong một ngày lễ chúng ta đi dự lễ Vu Lan thôi. Còn 364 ngày chúng ta không vui sướng à? Niềm hạnh phúc của những người còn cha còn mẹ, đó chính là niềm vui sướng trọn vẹn suốt cả một năm, năm này sang năm khác, chứ không phải chỉ có ngày lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7 hoặc là tháng 7 là mùa Vu Lan thôi. Với tinh thần của nhà Phật thì tháng nào cũng là tháng hiếu hạnh, ngày nào cũng phải là ngày hiếu hạnh. Còn cha còn mẹ ta diễm phúc vì còn cả một bầu trời hạnh phúc. Hãy cố gắng trân trọng, hãy hiếu thảo thật nhiều với cha mẹ của mình. Còn nếu mà cha mẹ đã qua đời thì ta phải thay thế cha mẹ, sống cho thật là tốt, sống trọn đời nhân nghĩa với ông bà, với láng giềng, với cô dì chú bác của mình. Đó chính là chúng ta thực hiện được bổn phận của đạo làm con, là phải thừa hành được cái gia phong của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ để lại. Mà gia phong của ông bà, tổ tiên, cha mẹ đó chính là một đời sống tròn đầy nhân nghĩa. Như vậy, Minh Thiền thưa với đại chúng là người Phật tử, chúng ta phải làm sao hiếu hạnh với cha mẹ trong mỗi thời, mỗi khắc, mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng, chứ không phải chỉ có tháng 7 hoặc là ngày lễ Vu Lan không. Nên nhân đây, một mùa Vu Lan về, Minh Thiền cầu chúc cho các vị tràn đầy niềm vui, có thật nhiều hạnh phúc khi bên cạnh cha mẹ, và cầu chúc cho các vị làm thật nhiều công đức để làm quà tặng dâng lên cha mẹ nếu như cha mẹ đã mất. Một số người quan niệm tháng 7 là tháng không tốt, là tháng xui xẻo, là tháng cô hồn, là tháng của những gì đó không may mắn. Nhưng thưa, quan niệm như vậy đúng hay không? Không có sách vở nào nói tháng 7 là tháng xui xẻo, tháng 7 là tháng không may mắn hết. Chỉ có lịch của Trung Quốc có ghi tháng Giêng là tháng thượng ngôn. Thượng ngôn thì họ nói rằng thiên quan xá tội, tức là ngày đó
Trời dùng mắt của mình để quan sát vào nhân gian, dùng ánh sáng của mình để soi chiếu đến những người có phước, có đức. Cho nên thiên quang tích đức là cái vị mà lịch của Trung Quốc viết nên, chứ không phải là tư tưởng hay giáo lý của nhà Phật viết nên. Tháng 7 là Trung Ân. Trung Ân thì lịch Trung Quốc viết rằng địa quang xá tội. Địa quang xá tội có nghĩa là ngày đó ở dưới âm phủ sẽ xá tội. Rồi tháng 10 là tháng Hạ Nguyên, mà Hạ Nguyên là thủy phủ giải oan. Thưa có đúng không? Rõ ràng đây là tư tưởng, đây là lịch của Trung Quốc, chứ không phải là tư tưởng, là nguồn giáo lý của nhà Phật. Vì vậy là Phật tử chúng ta cần phải nhìn nhận cho tường tận. Cái chuyện mà địa phủ xá tội vào ngày rằm tháng 7 là chuyện hết sức mơ hồ, không hề thực tế. Người ta lại cho rằng tháng 7 là tháng mà người ta thả tất cả những vong hồn ở dưới âm phủ, thả những cái vong hồn của người đã mất, không được siêu thoát, đang bị đọa đày ở trong chốn A Tỳ, được lên trần gian để về thăm dòng họ, thăm bà con. Rồi bên cạnh thăm dòng họ bà con đó, họ đi tìm thức ăn, rồi họ ghé nhà người này, ghé nhà người kia để ăn thức ăn, rồi sẽ đem điềm gửi đến cho những người sống chúng ta. Như vậy chúng ta rõ ràng đang gán ghép một cái tội cho những người đã mất, mà bản chất của những người đã mất họ không hề làm như vậy. Với tư tưởng của nhà Phật, tháng 7 là tháng của sự hiếu hạnh, tháng 7 là tháng của những việc làm ý nghĩa và công đức. Tháng 7 là một tháng cực kỳ tươi đẹp. Nghĩ về mẹ, trời thêm tươi sắc nắng, cây trong vườn không gió cũng xôn xao. 12 tháng chúng ta lấy cột mốc tháng 7 là cái tháng để chúng ta hoài niệm nhiều nhất về công ơn của cha và của mẹ. Như vậy thì nghĩ về mẹ thì trời thêm tươi sắc nắng, cây trong vườn không gió cũng xôn xao. Có cái gì đó nó rất tươi đẹp, nó rất tuyệt vời khi chúng ta dành tấm lòng, dành sự hiếu thảo đối với cha với mẹ của mình. Và tháng 7 là cái tháng mà theo tinh thần của người Việt Nam là cái tháng những người con hiếu thảo với cha mẹ, hoài niệm nhiều về công ơn của cha mẹ, và là cái tháng mà những người con tạo nhiều và thật nhiều những công đức phước lành để hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ đã mất. Đây là cái tháng rất là đẹp, đâu có xấu, không phải là tháng cô hồn. Cho nên ở đây á, Thầy khuyên quý Phật tử phải có một cái nhìn tường tận. Tháng 7 là tháng rất tuyệt vời, không phải là tháng cô hồn. Có một số các vị ở bên ngoài đến chùa nói rằng: Thầy ơi, cho con cái bùa, cho con cái phép, cho con cái vòng đeo tay hoặc cái dây đeo cổ để con sống qua cái tháng 7 này cho nó nhẹ nhàng. Tại sao người ta lại sợ tháng 7 như vậy? Đơn giản là bản thân của họ đang bị áp lực từ trong những cái thấy, cái hiểu không tường tận của mình, không đúng sự thật của mình. Chính vì vậy mà cái tư tưởng đó nó làm cho họ phải sợ, và chính cái sợ đó họ không dám làm gì hết. Họ làm cái gì họ cũng sợ xui xẻo. Bể cái chén thì cũng nói: ồ, tháng này là tháng cô hồn. Chạy ra đường bể cái bánh xe cũng nói: đúng là tháng cô hồn. Đi đâu đó rớt cái bóp mất vài trăm ngàn cũng đổ thừa là tháng cô hồn. Làm gì có chuyện cô hồn nào đem đến những điều xui xẻo đó đến chúng ta. Tại chẳng qua chúng ta bất cẩn, chúng ta sơ ý, chúng ta hậu đậu, cho nên chúng ta làm những cái việc nó không có đường hoàng, rồi chúng ta đổ thừa cho người mất. Rõ ràng đây là cái điều hết sức là sai của chúng ta. Người mất họ không giúp được chúng ta thì thôi, họ không hại chúng ta đâu. Đây là câu nói rất thật lòng. Người mất là ông bà, là cha mẹ của mình, là người thân của mình. Họ, nếu như họ có thể thì họ chỉ giúp đỡ mình thôi, chứ họ không bao giờ phá mình, họ không bao giờ hành hạ mình đâu. Tại sao chúng ta cứ đổ lỗi cho họ, tội nghiệp họ chứ? Giá như một ngày nào đó chúng ta chết đi,
Rồi người ta gọi chúng ta là ma, cái con ma đó, tên tuổi đó nó chuyên về, nó ám người này, nó chuyên về ám người kia, mà thực sự chúng ta không hề ám ai hết, chúng ta buồn không? Chúng ta buồn chứ. Nếu chúng ta còn vất vưởng ở đâu đó, hoặc chúng ta tồn tại ở đâu đó, chúng ta thấy được cái hành động, cái sự đổ lỗi của người còn sống dành cho chúng ta rất là buồn. Vì vậy, ở đây Minh Thiền nói với quý Phật tử, khẳng định một điều rằng tháng 7 là tháng có những gì tốt đẹp, là tháng hiếu hạnh, là tháng tuyệt vời, chứ không phải là tháng cô hồn, không phải là tháng xui xẻo. Có vị tin hay không tùy, nhưng mà tôi đang nói sự thật. Cách đây mấy ngày, có một chị thưa với Minh Thiền, nhờ Minh Thiền giúp đỡ cho cái việc là giải bùa, giải ngải, và giúp đỡ cho cái việc trục một cái vong linh đi theo chị. Minh Thiền mới hỏi tường tận bùa ngải như thế nào và vong linh đi theo như thế nào. Chị ta thưa, dạ, cách nay 7 năm con có quen anh chàng đó. Nhưng rồi hai đứa ở khoảng cách rất là xa. Anh ta ở Vũng Tàu, con thì ở Đồng Tháp. Nên lâu lâu thì gặp nhau. Có lần trên đường từ Vũng Tàu, anh đi qua Đồng Tháp để thăm con. Thì anh đi tới ngã ba Vũng Tàu, bị xảy ra tai nạn giao thông và anh ta chết. Rồi từ đó anh ta cứ theo con mãi. Anh ta muốn bắt con đi theo, tức là muốn chị này chết theo. Rồi bây giờ con nhờ thầy trục, thầy đuổi giùm cái vong của anh ta đi, đừng cho anh ta theo con nữa. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là, thưa thầy, hiện tại thì con có chồng, nhưng mà chồng con trước đó thì có một đời vợ rồi. Thì vợ của chồng con á, bây giờ bỏ ghét con, bà ghen ăn tức ở với con, bà đi chuột bùa chuột ngải để hãm hại con. Con cảm thấy nó bị rối rắm, con cảm thấy bất an, con cảm thấy đau khổ, con cảm thấy mọi việc nó không may mắn, nên con nhờ thầy giúp con giải bùa giải ngải. Thưa với đại chúng, Thiền không biết giải bùa, không biết giải ngải, cũng không biết trục ma, nhưng Minh Thiền có thể nói với đại chúng thế này: tất cả những điều mà có hay không cho cái việc có vong hồn tồn tại hay không tồn tại, có bùa chú hay không có bùa chú, có ngải trù yếm hay không có ngải trù yếm, chuyện đó chúng ta không cần bàn tới. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, chỉ cần tin sâu giáo lý của nhân quả, sống thực hành theo lời Phật dạy, sống tích cực, ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống của mình. Là một Phật tử phải sống có đạo đức. Chuyện nhân quả chúng ta tin sâu để chúng ta sống tốt. Chúng ta không phạm phải sai lầm thì chúng ta không phải sợ bùa ngải, chúng ta không cần phải sợ vong hồn nào cả. Giá như có một cái vong hồn nào đó mà theo chúng ta thật sự, ở đây Minh Thiền nói giá như nha, giá như có một vong hồn nào đó theo chúng ta thật sự, mà họ thấy chúng ta là một người sống có đạo đức, họ thấy chúng ta là người sống có tu tập, chúng ta có phước có đức, thì họ theo chúng ta, họ hưởng, họ nương nhờ cái phước đức của chúng ta, họ càng sớm siêu thoát. Vì vậy nếu là Phật tử thì không sợ cái chuyện vong theo hay không theo. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu như có bùa ngải, có người trù, có người yếm chúng ta, đó là do cái nghiệp của chúng ta tạo ra với họ quá nặng nề. Và nếu như chúng ta là người có phước đức thì thật sự không có bùa ngải nào có thể đến và yếm và trù và hại chúng ta được cả. Vì sao? Vì bùa ngải là gì? Bùa ngải đó, theo quan niệm của những người chơi bùa của nhân gian, bùa ngải tức là có một cái vong hồn, có nhiều vong hồn theo ám người đó, hãm hại người đó. Nếu chúng ta có phước đức thì không có một vong hồn nào theo ám hãm hại chúng ta được hết. Nó cũng tương tự như có một hương linh mà theo chúng ta vậy. Khi chúng ta sống tốt, khi chúng ta có phước đức, không sợ việc gì cả. Chỉ sợ chúng ta sống không tốt, chúng ta sống không có phước đức thì không có vong theo, không bùa ngải, cuộc đời chúng ta cũng vẫn đêm tối, vẫn bất an, vẫn đau khổ như thường thôi.
Vì vậy không sợ dông theo, không sợ bùa ngải, mà chỉ sợ chúng ta sống thiếu phước đức, sống không tốt thôi. Cái đó mới là cái đáng sợ. Có dông theo à, có bùa ngải à, tốt thôi. Mình tu tập nhiều, mình làm nhiều việc phước đức, mình giúp đỡ được nhiều người, mình biết ăn chay, mình biết niệm Phật, mình biết tụng kinh, mình biết đi bố thí, mình biết đi xây trường học cho những vùng xa xôi, mình biết đi bố thí cho người nghèo khó, mình biết đi giúp đỡ những mảnh đời cơ hàn, mình biết giúp đỡ những người đang nằm ở trong bệnh viện mà không có tiền chi trả viện phí, vân vân và vân vân. Chúng ta làm được thật nhiều điều đó, không sợ bùa, không sợ ngải gì cả. Còn này, chúng ta không làm được một việc gì lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, mà chúng ta toàn là gây những điều xấu, những điều tiêu cực, cái đó mới là đáng sợ, cái đó đáng sợ. Vì vậy Minh Thiền trả lời chị ta như thế này nè: con nói người yêu của con theo con muốn bắt con đi á, thì cái đó con đang đổ lỗi cho người mất. Nếu mà muốn bắt con đi thì 7-8 năm nay con chết mất rồi, còn đâu nữa không? Đúng không ạ? À? Nếu như ngay lúc mà anh ta bị tai nạn, anh ta chết đi, anh ta thương chị này muốn bắt chị này đi, thì chị này không thể tồn tại tới ngày hôm nay. Nếu có thì anh chàng đó theo chỉ để giúp đỡ cho chị này thôi, chứ không phải là hại. Người ta thương mình mà, người ta muốn giúp cho mình được sống khỏe, sống vui thôi, chứ làm sao có cái chuyện người ta thương mình để người ta bắt mình chết theo. Vô lý. Đó là cách giải quyết. Cái thứ hai là ở đây chúng ta nhìn nhận vào thực tế trong đời sống của mình, tại sao người kia họ chuột bùa chuột ngải để hãm hại mình. Mình không biết là chồng hiện tại của chị đó với người vợ trước của anh ta là ly dị hay chưa. Nếu ly dị rồi thì nó là một vấn đề khác. Còn nếu chưa ly dị là vi phạm luật pháp của Việt Nam. Luật pháp của Việt Nam ghi rõ là trừ khi vợ chồng đã ly dị, được tòa xác nhận người đó không còn là vợ chồng nữa thì mới có thể tiến tới hôn nhân. Còn cái này ly thân mà chưa ly dị thì người kia có quyền thưa kiện. Có quyền thưa kiện thì cái người thứ ba này phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Vì vậy mà ở đây á, Minh Thiền hỏi ngược lại là: vậy chứ con có phải giật chồng người ta không? Chị ta nói không không, anh này tự tới với con. Hỏi là ly dị chưa thì chị ta không trả lời, thì này đủ hiểu rồi. Thưa, tâm lý của những người phụ nữ mà mình ăn không được, kẻ khác nó ăn đâu được. Ăn không được phải phá cho hôi. Của bà là để yên đó cho bà. Bà không dùng tới cũng bỏ đó, cho nó mốc meo cũng kệ. Không có chuyện của bà mà bà đem chia sẻ. Có. Cuộc sống con người chúng ta có thể chia sẻ về vật chất cho những người đang thiếu thốn, nhưng chúng ta rất ít và không thể, hầu như là không thể đem chia sẻ tình cảm vợ chồng, tình cảm của người yêu cho người khác. Không có đâu. Trừ khi nào ngán lắm rồi á, trừ khi nào thương hết nổi rồi á, tự nhiên có người khác đến nó rước thì lúc đó mình mừng. Chứ còn cái chuyện mà mình còn thương, mình còn yêu mà có kẻ khác nó đến thì đánh ghen là chuyện bình thường. Tìm cách để hãm hại đối phương là chuyện bình thường. Nếu như chúng ta đặt trường hợp ta là người bị người khác giật chồng, giật vợ, tâm lý chúng ta như thế nào? Có vui được với kẻ giật không? Chúng ta có chấp nhận điều đó một cách dễ dàng không? Thưa là không, chuyện đó khó lắm. Vì vậy, cái chuyện mà người ta tìm cách để chơi xấu mình, để hãm hại mình, đó là điều tất nhiên. Tâm lý chung, bây giờ nó có nhiều kiểu đánh ghen lắm. Và nếu như dùng tới bùa ngải đánh ghen thôi, đôi khi đó là một cách thông minh. Đó là một cách thông minh. Tại sao ở đây Minh Thiền nói thông minh? Đứng ở trong một cái lĩnh vực của những người chơi bùa chơi ngải, họ nói rằng có thể giết được người nhưng không cần phải dùng tới dao gậy, vẫn không hề chịu tội trước pháp luật. Bởi vì khi anh đánh, anh đấm người ta có dao, có gậy thì có hung khí,
có vung tay vung chân thì mới kết thành tội. Còn cái này anh không gặp người ta, anh cũng không làm gì người ta, mà anh dùng một cái thế lực không tồn tại thực tế, pháp luật đâu tìm ra được đâu, đúng không ạ? Cho nên ở trong thế giới của bùa ngải, người ta nói rằng dùng bùa ngải để hãm hại nhau là một cách thông minh. Thưa, nếu thật sự có chuyện đó thì tội lỗi lắm, tàn ác lắm, chúng ta không nên như vậy. Có giận lắm thì đến chửi vài câu, tát một tay, được rồi, là quá rồi. Chứ không nên dùng những cái cách đen tối để hãm hại nhau. Nhưng ở đây Minh Thiền vẫn không khẳng định cho cái việc là bùa ngải nó có thật sự hãm hại được con người hay không nha. Vì nó không nằm trong lời Phật dạy. Nó có tồn tại hay không tồn tại thì đối với Minh Thiền nó cũng không là vấn đề gì cả. Không là vấn đề gì cả, cho nên Minh Thiền không bàn sâu vào cái việc bùa ngải nó tồn tại hay không tồn tại, vong hồn có theo hay không theo, Minh Thiền không bàn tới. Mà Minh Thiền muốn nói với những người Phật tử thế này: ở đây chúng ta cần nhìn nhận vào cách sống của mình khi đối xử với mọi người. Đừng có đem cái việc lợi ích về cho mình mà cái tổn hại cho người khác. Đừng đem giành giật cái hạnh phúc của mình cho mình rồi mình phá vỡ hạnh phúc của người khác. Đó là điều không nên, đó là điều không nên. Đó là tạo cái nhân quả không hề tốt, không hề tốt. Mình đi giật chồng của người khác, mình muốn người khác chấp nhận, muốn người khác phải dâng hai tay cho mình, đó là điều đâu có thể nào xảy ra được. Không chấp nhận được, không chấp nhận được. Vì vậy cần phải coi cái cách sống của mình đối xử với người như thế nào, để xem xét người ta đối xử ngược lại với mình và có kết luận. Tại sao người đó sống tốt với tôi, tại sao người đó sống xấu với tôi? Tại vì chúng ta đã tốt với họ, tại vì chúng ta đã xấu với họ, cho nên họ đáp trả lại. Sự đáp trả đó là tiếng vang của tất cả hành động mà chúng ta tạo ra mà thôi. Nên ở đây thầy khuyên quý Phật tử đừng bao giờ đem lợi ích cho bản thân mà giành giật, tước đoạt hay là phá hoại lợi ích của người khác. Đó là điều phi đạo đức.